Xin chào các anh em đã quay trở lại kênh Nguyên Review của mình. Như hôm qua mình đã nói, hôm nay mình sẽ làm review về một con sản phẩm chai màu xanh của một thương hiệu nổi tiếng. Như anh em đoán ra, đấy là Oquator Beer hơn. Nhưng mà bản tính của mình thì mình không thích nói những gì mình làm quá nhiều. Kiểu như là mình không thích quảng cáo, tức là nó muốn tốt đến khoảng chỗ nào thì nó tốt. Oquator Beer hơi thì đúng là nó có vỏ màu xanh thật, nhưng mà nó không phải là một thương hiệu nổi tiếng. Chính vì đấy nên là không úp mở nữa, vì chỉ có hai hướng: một là Oquator Beer hơi, hai là Rusal Hair Tonic. Thế nên là mình sẽ chốt đáp án luôn, đấy là Rusal Hair Tonic. Cái chai này thì mình dùng gần hết rồi, chiết rồi dùng gần hết, và không lằng nhằng nữa, đi sâu vào cái đánh giá sản phẩm. Thì giới thiệu với các bạn, đây là chai bản 350ml, có thiết kế tương tự như chai bản 100ml, không khác gì cả, chỉ trừ kích cỡ. Cũng là cái chai giống chai rượu, cũng là Rusal, cũng là tên sản phẩm, cũng là biểu tượng của sản phẩm. Ở đây cũng Holland Finest rồi, cũng có trọng lượng sản phẩm, mặt sau cũng ghi thành phần, hướng dẫn sử dụng rồi, thành phần sản phẩm rồi, địa chỉ công ty, mã vạch và một số cái biểu tượng ở đây đó. Thì nó khác ở một chỗ so với bản nhỏ, ý là nó có nhiều chữ hơn. Đây các bạn thể thấy ở đây có một chữ rồi, kéo ở đây, bóc ở đây đó, thì bóc ra thì có gì, có thêm một đống chữ nữa. Một đống chữ này thì nó có tác dụng gì? Thực ra thì cái đống này nó chỉ là những cái thành phần tiếng Anh này được dịch ra anh bằng những cái thứ tiếng khác. Thế nên là người ta còn phải làm cái tem hai mặt này. Mình khá thích cái tem hai mặt này, nhưng mà mình thấy rằng là nếu mà thực sự không cần thiết, không có nhiều chữ quá thì không cần dùng tem hai mặt ấy. Chứ thực sự mình rất thích tem hai mặt, kiểu bóc ra nó có một cái cảm giác nó phê pha cái gì đó. Thì bây giờ chi tiết hơn, cái chai này không khác gì chai thừa, chai bé kia là mấy, vẫn sử dụng cái kiểu chai mà đổ ra tay như vậy, và cái chất sản phẩm thì màu xanh. Nào bây giờ cùng đi vào chi tiết sản phẩm. Thì mùi hương sản phẩm này không phải là mùi táo Bắc Hà như trước. Đây là một mùi hương rất là quen thuộc, nó hơi hăng hắc một chút cảm giác cho mình. Nói xin lỗi những ai mà mua chai này đang dùng dụng giống như mình, nó liên tưởng cho mình tới cái hướng nó hơi xà phòng, một mùi hoa. Một mùi hoa này thực ra ngửi rất là quen thuộc nhưng không nhớ ra là hoa nào. Có trong rất nhiều các sản phẩm, đầu tiên là sản phẩm khử mùi, những sản phẩm mà nến thơm hoặc là cái sáp thơm để trong nhà ấy, rất là nhiều. Những sản phẩm giặt quần áo, nước xả vải, nước giặt ấy, nước hoa cũng có mùi này. Không nhớ đây là nốt hương gì, nhưng mà đây là một mùi hoa hơi hướng xà phòng, khá là thơm, nhưng không phải là cái mùi, đối với mình mà nói không phải là mùi quyến rũ. Và gọi là giải trí đi, đây là mùi giải trí. Nó không đến mức ngửi vào mình sẽ liên tưởng tới một vườn hoa, một cái địa điểm cụ thể nào đấy, nhưng mà thôi cũng được, không phải là mùi táo Bắc Hà, cũng mới lạ. Nhưng mà nếu mà so cái này với mùi táo Bắc Hà thì mình vẫn lấy mùi táo Bắc Hà của con màu vàng này hơn. Đó, bắt đầu ha, bây giờ sẽ lấy ra tay. Hơi nhiều quá lắm. Tất nhiên rồi, đã bảo là hair styling hay là tonic thì chúng ta sẽ phải sử dụng trên tóc ướt, chứ không nên sử dụng trên tóc khô, vì nó không có một cái hiệu quả gì tóc khô cắm cả. Nó chỉ cho các bạn thấy là tóc mình hơi bết hoặc hơi dính.
Thì sau khi sấy qua thì các bạn thấy này, sản phẩm cho độ phồng khá là kinh khủng. Nhưng mà chưa hết, gọi là tonic nó có mượt mà không thì xin thưa với quý vị rằng là không mượt bằng con tonic kia. Đó. Khẳng định với quý vị là không mượt bằng con tonic kia luôn. Và nó sẽ có một chút dính dính. Phồng ghê các bạn, phồng cực kỳ, không làm gì cũng phồng. Bởi vì kiểu cho ít nước lên xong tự nhiên nó phồng vậy. Bảo vệ nhiệt thì rất là tốt, tốt. Tuy nhiên rằng là vẫn thiếu chất tạo mát, thế nên là vẫn cảm giác thấy đầu ấm ấm, tóc thì không ấm lắm, nói như tốt phết. Tạo phồng tốt. Và con này có một chút độ dính. Có một chút độ dính, không đến mức zit như Bonafide. Không đến mức zit như Bonafide thưa các bạn. Vẫn là một con pre-styling thiên hướng ẩm zit. Nhưng mà không đến nỗi quá zit như Bonafide. Mà zit rất nhẹ. Cực kỳ nhẹ. Vừa đủ để dính tóc. Nó sẽ phù hợp, phù hợp với những ai sự muốn sử dụng con này nhưng mà không, nhưng mà sợ bị trơ sáp. Nếu sử dụng nhiều, con này hoàn toàn không không bị thế. Và thêm nữa cái việc tạo form này tốt như thế, và ngay cả trong khuyến cáo của nhà sản xuất tức là Ruzo, thì nó có thể được pha ra với nước. Xin thưa các bạn là có thể pha nó với nước để xịt lên tóc và để lấy form. Cực kỳ thích luôn các bạn. Và nếu mà pha ra với nước ấy, thì con này cực kỳ tiết kiệm. Các bạn chỉ phải bỏ ra độ khoảng 300.000 cho đến 400.000 thì các bạn có được 350ml. Cái con tonic này bạn pha với nước ra một cái vòi, một cái chai xịt bình thường thôi, các bạn sẽ có một con pre-styling bảo vệ nhiệt tốt, nhẹ nhàng, một chút dính, chút zip, tạo form tốt. Và những con pre-styling như này, những con pre-styling như này đối với mình chính là chìa khóa cho tất cả những con clay nào có độ giữ nếp cao. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà clay có độ giữ nếp cao, các bạn thường bảo nó khô quá, chúng tôi đang muốn một cái gì đấy cân bằng hơn, và các bạn kiểu như là luôn luôn kiểu muốn rằng là thì các bạn sẽ tư vấn con này đúng không ạ? Con này sẽ ẩm này, con này sẽ dính này, con này sẽ cho texture, con này sẽ độ phồng ABC nọ kia. Rất là khủng, không phủ nhận cái điều đấy. Nhưng mà nó rất là zit. Xin thưa các bạn, nó rất là zit. Nó zit và nó sẽ đóng cái form tóc chắc chắn hơn con này. Tuy nhiên là đã dùng cái sản phẩm high hold rồi, đã sử dụng độ giữ nếp cao rồi, thì chắc chắn cái sản phẩm finish của các bạn đã có độ giữ nếp rồi, thì các bạn cần gì thêm độ giữ nếp nữa đúng không ạ? Khi đó các bạn dùng con này, nó là chính xác những gì bạn cần. Tức là đơn giản, nó chỉ giảm cho các bạn, chỉ cho bạn một cái form tóc, và nó giảm cho các bạn cái độ khô của sản phẩm. Đó là những gì mà tất cả con clay ở trên thị trường cần. Nó không khiến tóc bạn bị bọc lại như con màu vàng. Nó không khiến bị trơ, không khiến bị khó ăn sáp, không ăn sáp. Nó sẽ cho các bạn một cái mái tóc bồng bềnh, mượt mà, chỉ có một chút
ít dính thôi, không có đáng kể. Và con này để mà mình nói, để mà mình miêu tả về cái mùi hương của nó ấy, nó sẽ phù hợp cực kỳ với những chai nước hoa design giống như là Versace, Paul Home, giống như là D&G Light Blue, cực kỳ hợp, nhất là đang vào hè rồi các bạn. Dùng con này với một kiểu tóc có thể là bồng bềnh rồi ngồi giữa, ngồi chéo nọ kia, cực kỳ hợp. Khi mà bạn xịt nước hoa lên ăn cực kỳ ăn vào cái mùi nước hoa luôn, nó không bị phá đi cái mùi đấy, nó chỉ bổ trợ thêm cái mùi đấy thôi, cực kỳ hợp luôn. Mà việc mà cái mùi hương của sản phẩm ở trên cơ thể mình mà phù hợp với nhau ấy thì cực kỳ cuốn hút, kỳ lôi cuốn thưa các bạn, cực kỳ lôi cuốn, không thể chê vào đâu được. Nhưng tất nhiên rằng là mình sẽ không khuyến cáo cho những ai đang hy vọng về một mùi hoa ngọt ngào, một mùi hoa đầm thắm, một cái mùi mà đơn giản là một mùi cảm giác là cao cấp đó, thì chai này không phục vụ cho như vậy. Nó sẽ phục vụ cho những người cảm giác mình muốn là người bình thường, một chút mát mẻ, một chút thơm tho đó. Và tất nhiên pre-styling hay là để không như này thì là tùy các bạn. Chốt lại, với khoảng 350.000, chai này có đáng tiền hay không? Xin thưa là có. Dành cho những ai? Dành cho những người đang có sẵn một con clay ở nhà, không muốn sử dụng Bonafide nữa bởi vì nó quá rít, nó quá dính, và đôi khi mình cảm giác là nó cứng và nó bết tóc, thì sẽ sử dụng con Rusal Hair Tonic như các bạn. Hair Tonic chứ không phải Grooming Tonic. Grooming Tonic sẽ dùng cho pomade, con này cũng có thể dùng, con này mới có thể dùng cho sáp được này. Đó, thế cho nên là các bạn cứ mua con này đi, không hề phí tiền các bạn. Và mặc dù là ở trên cái này, mỗi cái nhà sản xuất, tất cả cái sản phẩm gọi là lab made này, sản phẩm theo dây chuyền, sản phẩm công nghiệp ấy, thì họ thường khuyến cáo sử dụng trong 12 tháng. Nhưng mà xin thưa với các bạn, tất cả sản phẩm này sẽ để lâu hơn 12 tháng. Và đó là thứ đáng tiền. Đó là cái mà theo mình nói, ngay ở mình, Việt Nam mình không làm được. Và cuối clip rồi, mọi người nhớ sức khỏe và luôn đẹp trai. Nguyên review xin hết tại đây.